Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 22 tháng 7 năm 2022, Kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật giá mít Thái tại khu vực miền Tây để bà con mình tham khảo. Hiện giá tăng, người dân trồng mít Thái vui lên. Nhiều hộ dân ở xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, Tiền Giang cho hay, mít Thái hiện nay đang tăng nhẹ, với giá mít kem lớn thì người dân đã có lời đôi chút. Chi phí cho mỗi ký mít Thái là từ 7.000 cho tới 9.000 đồng một ký. Hiện nay, nếu như bán được với giá mít kem lớn là khoảng 13.000 đồng thì người trồng mít đã có lời. Theo anh Trần Văn Hiệp ở Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, Tiền Giang, còn anh Thọ ở Long Thành, Phụng Hiệp, Hậu Giang thì cho hay, giá mít Thái tăng là do phần lớn mít tới ngày thu hoạch không còn nhiều, do đó rất ít vườn thu lợi được từ mức giá này. Do thời gian qua giá giảm mạnh kéo dài, người dân không chăm sóc vườn mít, không để trái hoặc là để rất ít, do đó số lượng mít Thái tới ngày thu hoạch sẽ rất ít. Tuy nhiên, giá tăng nhẹ trong vài ngày qua thì cũng là tín hiệu vui giúp cho người dân có thêm động lực đầu tư cho cây mít. Quay trở lại tình hình giá ngày hôm nay thì tại Tiền Giang là thương lái mua tại vườn nha bà con, là kem lớn 11, kem nhỏ là 5.000. Còn ở những tỉnh thành khác của đồng bằng sông Cửu Long như Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Sóc Trăng thì giá mua tại vườn kem lớn là 10.000, kem nhỏ là 4.000 đồng. Đó, như vậy thì giá bán tại vườn sẽ cao hơn nữa nha bà con nha. Kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật giá mít ngày hôm nay để bà con mình tham khảo. Cảm ơn bà con đã lựa chọn Kênh Nhà Nông Miền Tây để tham khảo thông tin. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, cũng như bà con có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm thông tin. Xin cảm ơn và kính chào.